Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm nhận được 1.500.000 đồng token Bulldog. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 1 tỷ, đã có 855 tài khoản holder, đã phát sinh 2.115 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website calam.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn cho website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc ngay ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chuốt Lightning của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token nào vào ví cho mình. Ký hiệu B, Doc, số tập phân 18. Các bạn nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website calamaros.net. Truy cập ở bước 2, cái link rút gọn đây nhé, để nhận token. Rồi, các bạn kéo xuống phần bên dưới này. Thì ở đây các bạn có thể bỏ số vốn nhỏ là 0.05 BLB ra mua cái đồng token này để hold cái tích chữ đồ dài. Còn các bạn cà lam thì các bạn nhấp vào phần này giúp mình nhé. Cà lam Aradop 15.000 Bulldog. Do web cũng có nhiều người truy cập trong ra nó bị lag nên các bạn chờ tí nhé. Thời gian chờ đợi thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website calamaros.net để cập nhật những dự án miễn phí, phần thưởng token mới nhất chương về bảng Binance Smart Chain. Còn nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây, nhấp vào đây để đăng ký nhé, nhấp vào đây để đăng ký các tài khoản nhé. Rồi, ở một tài khoản khác mình đã làm được rồi thì Bulldog thì chắc không được, không mất thời gian của các bạn nên là mình sẽ xin dừng tập video để các bạn cứ chờ web ấy và làm thôi nhé. Rồi, video xin được kết thúc tại đây nhé. Đây là nên ở đây nhập kết nối này. Các bạn nhập kết nối vào, nhập kết nối cái ví này. Nhấp vào đây, yêu cầu đây được rồi, 0.0 phí gas là 0.00524 BTC các bạn nhấp chuẩn cho mình. Giờ tôi sẽ đang đọc xử lý nhé. Thế thì khi chờ một lát nữa là sẽ nhận được thôi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhận được 1.500 đồng token Bulldog. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.